Thưa quý vị và các bạn, trước mỗi kỳ đại hội đảng các cấp thì các thế lực thù địch, tổ chức phản động lưu vong người Việt lại tăng cường hoạt động chống phá đảng nhà nước ta với âm mưu thủ đoạn hết sức tinh vi. Mặc dù nội dung chống phá của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta trên lĩnh vực tư tưởng chính trị vẫn không thay đổi, như là tấn công vào chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chủ trương chính sách của đảng và nhà nước nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của đảng, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Nhưng hình thức thủ đoạn chống phá đã có sự thay đổi với những chiêu trò mới nguy hiểm hơn. Một trong những thủ đoạn mà các đối tượng đang tích cực thực hiện hoạt động chống phá đó là triệt để lợi dụng mạng xã hội. Xuyên tạc, bôi nhọ lãnh đạo đảng, nhà nước, phủ nhận thành quả của công cuộc đổi mới, lợi dụng các khoảng trống thông tin để phát tán các tin bài không đúng bản chất sự việc, hay sử dụng không gian mạng để tuyên truyền, kích động, kêu gọi khủng bố, gây hoang mang trong dư luận. Đây là các thủ đoạn chung của các đối tượng đội lốt nhà hoạt động dân chủ trên mạng xã hội thời gian qua. Để mà lôi kéo và kích động người dân thì đương nhiên là họ phải đưa ra những cái mục tiêu nghe rất là cao cả, rất là thu hút. Nó gắn với những cái quyền lợi thiết thân của mỗi công dân. Ví dụ như những năm gần đây thì vấn đề bảo vệ môi trường, vì một môi trường xanh sạch đẹp là cái điều mà nhiều người dân quan tâm, hay như là an toàn thực phẩm. Một vấn đề nữa mà chúng ta cũng thường thấy gần đây đó là cái vấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo. Và cái vấn đề này nó cũng động chạm đến cái tình yêu tổ quốc, đến cái tình cảm thiêng liêng trong mỗi con người. Cho nên là những đối tượng phản động, các tổ chức phản động thì mỗi khi mà có cái vấn đề phức tạp ở trên biển thì chúng thường xuyên lợi dụng để kích động chống phá. Để phục vụ cho các mưu đồ này, chúng đã triệt để lợi dụng một số cá nhân cơ hội chính trị, thoái hóa, biến chất về phẩm chất, đạo đức, lối sống, thành lập các hội nhóm, xã hội dân sự, diễn đàn dân chủ, sử dụng các website và các trang mạng xã hội, diễn đàn để đăng tải, phát tán thông tin xấu độc, phản động. Cách thức thường là tổng hợp tin tức từ các báo chính thống để tạo ra sự khách quan, sau đó cài dần các thông tin xuyên tạc, tăng dần cả về số lượng và cường độ bịa đặt, bóp méo sự thật. Bản chất thực sự của các đối tượng này đều là các đối tượng chống đối chính trị. Và việc họ khoác lên mình những chiếc áo như là nhà đấu tranh dân chủ, nhà bảo vệ nhân quyền, thực ra là để tạo một cái vỏ bọc hợp pháp cho cái hoạt động của mình và để dễ bề là che đậy bản chất chống đối thù địch, cũng như là dễ bề lừa bịp các cái là tầng lớp dân chúng. Từ lâu, dư luận đã không lạ gì với những tổ chức thiếu thiện chí, thậm chí là thù địch với Việt Nam. Với sự phụ họa của các hãng truyền thông như VOA, RFA, RFI, đặc biệt là RFA, tổ chức không giấu giếm tôn chỉ mục đích của mình, đó là tấn công các nước đi theo mô hình xã hội chủ nghĩa. Chỉ trong một thời gian ngắn, những nội dung này sẽ được phát tán rộng rãi, gây ảnh hưởng tiêu cực cho xã hội. Thì thường là khi mà những cái đối tượng này có những cái bài viết trên trang cá nhân của họ, thì ngay lập tức là cũng được những cái tờ báo phản động ở nước ngoài dẫn lại, rồi được một số tổ chức phản động, đặc biệt là tổ chức Việt Tân, cổ suý ở trên cái trang cá nhân của mình. Dễ nhận thấy, âm mưu của những kẻ này là tạo sự chú ý của dư luận nhằm chia rẽ nội bộ, gây hoài nghi, bức xúc trong nhân dân, để thế giới biết đến Việt Nam như một quốc gia bất ổn về chính trị, an ninh trật tự. Xa hơn nữa, các tổ chức cá nhân này sẽ đưa ra những đòi hỏi phi lý, kiếm cớ can thiệp thô bạo vào nội bộ của Việt Nam và toan tính thay đổi chế độ chính trị. Để tăng cường hoạt động chống phá, trong thời gian qua, các cá nhân tổ chức phản động có nhiều sự điều chỉnh cách thức hoạt động trên không gian mạng. Một trong những thủ đoạn tinh vi đó là các đối tượng đã lập ra các hội nhóm trên mạng xã hội, qua đó tác động đến tư tưởng của người tham gia bằng những bài viết hình ảnh có nội dung độc hại nhằm thúc đẩy âm mưu diễn biến hòa bình trên đất nước ta. Với chiêu bài luận điệu phản biện xã hội, đấu tranh vì dân chủ, nhân quyền, xây dựng xã hội dân sự, bảo vệ chủ quyền biển đảo, thời gian qua đã có hơn 150 hội nhóm phản động hoạt động được thành lập trên không gian mạng. Điển hình như Hội Anh Em Dân Chủ, Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam, Diễn đàn Xã hội Dân sự No You. Các đối tượng chống đối xác định rằng thành lập các hội nhóm độc lập dưới danh nghĩa của các tổ chức xã hội dân sự là hướng đi cơ bản cho sự ra đời của các tổ chức chính trị đối lập với Đảng Cộng sản Việt Nam,
tiến tới thiết lập đa nguyên, đa đảng. Hiện giờ nhan nhản trên mạng Internet, những cái trang mạng xã hội như thế bị các thế lực thù địch lợi dụng. Bây giờ trên không gian Internet thì bất kỳ ai cũng có thể trở thành phóng viên, cũng có thể trở thành bình luận viên, cũng có thể trở thành người dẫn chương trình và trở thành nhà hoạt động dân chủ theo cái quan điểm của các nước phương Tây. Dễ nhận thấy, đằng sau các hoạt động chống đối của các đối tượng đội lốt dân chủ không phải vì lý tưởng, tinh thần đấu tranh cho một xã hội tốt đẹp. Thực chất, các tổ chức hội nhóm này được thành lập dựa trên cơ sở, hậu thuẫn, giúp sức cả về vật chất, tinh thần của các thế lực thù địch chống phá Việt Nam. Nói cách khác, đối với họ, mục tiêu dân chủ không phải là mục đích thực hiện mà là chiêu bài, nghề kiếm sống, là hưởng lợi từ các tổ chức phản động lưu vong nước ngoài của tổ chức khủng bố Việt Tân. Trong quá trình hoạt động thì các đối tượng chống đối chính trị thường có cái mối quan hệ móc nối với là các cái thế lực thù địch bên ngoài, trong đó đặc biệt là các cái tổ chức cá nhân phản động lưu vong. Thì mối quan hệ này nó chủ yếu thể hiện ở chỗ là cái sự móc nối là để thứ nhất là để nhận cái sự là hậu thuẫn chỉ đạo từ bên ngoài. Vì hiện nay có nhiều đối tượng chống đối chính trị trong nước là nhận lời tham gia vào các tổ chức phản động bên ngoài. Thứ hai, quan trọng hơn đấy là để chúng nhận được những cái khoản hậu thuẫn tài trợ về là vật chất của các cái tổ chức phản động lưu vong để trang trải, để là chúng có điều kiện tiến hành các cái hoạt động là chống phá ở trong nước. Những đối tượng này thì ban đầu thì cũng là những người bình thường trong xã hội, nhưng mà sau đó thì có những cái biến cố của cá nhân, và thường là những đối tượng bất mãn về quyền lợi cá nhân và chuyển sang là viết lách ở trên mạng xã hội, và sau đó thì là cấu kết với lại các cái tổ chức phản động, được các cái tổ chức phản động lôi kéo. Có lẽ là hoạt động theo cái hướng đó thì cũng là một cái nghề kiếm tiền nó dễ dàng hơn. Tất nhiên, hệ quả tất yếu, sau thời gian dùm beng, nhiều hội nhóm nhân danh xã hội dân sự độc lập ra đời từ nguồn hỗ trợ tài chính ban đầu từ nước ngoài đều nhanh chóng chết yểu. Nhiều đối tượng lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước cũng đã bị nghiêm trị trước pháp luật, như Đỗ Công Đương, Lê Minh Thế, Nguyễn Hồng Nguyên, Nguyễn Nam Phong. Thực ra cái số này cũng chủ yếu hô hào ở trên mạng. Cái số trong nước thì nhận tiền của nước ngoài để mà hoạt động vì tiền cũng có, rồi tranh giành nhau ăn bớt phần của nhau. Vì thế chính trong họ cũng có những cái mâu thuẫn, mà qua những cái vụ mà chúng ta đã phát hiện, xử lý, bắt giữ thì thấy rất rõ điều đó. Việc bắt giữ một loạt kẻ chống phá đất nước hiện nay chính là lời cảnh tỉnh cho những đối tượng đang có mưu đồ tiến hành các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia. Tất cả sẽ bị nghiêm trị trước pháp luật.